Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay mình xin được phép trò cũ lặp lại với một cái dòng cá bảy màu khác đó. Hôm nay là mình sẽ thực hiện với cái dòng Dumbo Red Tail. Thì mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục trải nghiệm và sẽ chọn lựa ra cái màu hồ, cái màu nền phù hợp nhất, cái màu cho cái hồ, cái màu nền hồ phù hợp nhất để mà các bạn nuôi cá bảy màu Dumbo Red Tail cho nó nhìn nó lên màu đẹp ha. Thì như cái video của như bình thường thì mình sẽ cùng với các bạn như thế này, lần lượt thấy cái bộ đây, xin ra mắt với các bạn, đây là cái bộ mà mình biệt chiêu của mình đó. Thì đây là cái bộ tuyệt chiêu của mình. Mình sẽ cùng lần lượt thay cái nền cho cái hũ hồ sô. Mình có một cái hũ hồ sô trong ở đây đó, bạn thấy không? Mình sẽ lần lượt thay cái nền cho các bạn cảm nhận được là nên làm cái nền màu gì đó. Các cái màu full, các cái màu Dumbo Red Tail nuôi với cái nền màu gì sẽ lên màu đẹp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển camera lại cho các bạn và cùng thực hiện cái chủ đề này nha các bạn. Rồi, đây là cái góc thư giãn của mình đó, cái hồ cá của mình. Thì Dumbo Red Tail rất là nổi bật, cá Dumbo Red Tail rất là nổi bật với cái bộ vây to, vây bơi to. Đây, ở đây mình có một con vây bơi cũng khá là to, các bạn thấy không? Vây bơi to và cái phần đuôi đỏ đó, màu phần đuôi đỏ tươi rất là nổi bật. Thì mình có size cá giống rất là đẹp, rất là chuẩn, vây rất là to, nhưng mà mình hôm đó mình đem đi mình ép máy rồi, mình muốn nhân giống nó ra thêm. Thì hôm nay mình sẽ bắt cá tơi cho bạn xem. Thì ở đây thì mình sẽ bắt một con Dumbo Red Tail và một con cá tạp thường cũng tên Dumbo Red Tail nhưng mà không có lên tay bơi nha các bạn. Đó, bạn trong hồ này mình thấy, để cho nhiều bạn mà nuôi thủy sinh á, người ta cũng nhìn luôn, để cho nhiều bạn mà nuôi dây này dây đèn đó, để cho nhiều bạn mà nuôi thủy sinh á, người ta cũng nhìn luôn, đặng người ta đặng cho các bạn quyết định nuôi với cái nền màu gì là ok nhất. Mà rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào việc. Đó, mình có một cái ấy đây, mình sẽ hạ thấp camera xuống cho các bạn thấy. Đây, mặt này nó hơi bị, mặt này chắc để mình xây một cái, để mặt này đi, nó sẽ trong ha. Bây giờ thì mình sẽ vớt cá, các bạn chịu khó, các bạn đợi mình một chút xíu ha, rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện cái này. Vớt đỡ hai con cho các bạn xem đi, tại vì vớt nhiều quá thì mất thời gian lắm. Đó, chút xíu để mình lao cho cái mặt kiến này nó sáng hơn chút xíu. Sao mình có cảm giác càng lao nó càng mờ vậy ta? Rồi, bây giờ với cái đuôi đỏ và cái nền xanh này thì mình không biết là lên cái màu gì được ta. Đuôi đỏ và tai bơi đen, mình sẽ thử với cái màu vàng đi.
vàng nha các bạn. Mình gỡ cái đèn này ra mình cho các bạn. Để mình gỡ cái đèn ra mình cho các bạn xem luôn. Đây, Dumbo ra theo ngồi cho cái làm bằng vàng thì các bạn sẽ thấy nó như thế nào. Đủ không? Các bạn có thể là nó Dumbo ra theo ngồi với cái làm bằng vàng. Dòng này thì rất là dễ nha các bạn, dễ lên màu dữ lắm. Các bạn nuôi làm màu vàng nè, các bạn nhìn thấy nó cũng rất là đẹp nè, thấy không? Cũng rất là đẹp, đâu có xấu đâu. Đấy. Đó. Rất là dễ phối màu. Rất là dễ phối màu diện cho mấy con này. Để mình lên màu xanh cho các bạn nhìn. Này xanh lá ha. Xanh lá đây. Cũng rất là đẹp. Đấy, mình sẽ cho các bạn cảm nhận và các bạn sẽ chọn ra. Các bạn sẽ chọn ra cái màu phù hợp nhất đối với các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu cái màu nào là đẹp hết. Mình sẽ chọn ra luôn, mình sẽ cho các bạn chọn luôn. Tại vì mình thấy nó lên cái nền màu gì mình thấy nó cũng đẹp hết trơn á. Hiểu. Cái dòng này nó rất là, có thể nói là rất là như thế nào ta, rất là không có kén cái nền. Đó, đây là nền màu xanh lá cây. Đây là màu xanh lá cây nha bạn. Các bạn có thể dừng video lại để mà các bạn xem, các bạn chọn. Rồi, mình sẽ tiếp tục với một cái nền màu hồng. Đó, cái nền màu hồng. Các bạn hãy xem kỹ để mà các bạn chọn ra. Mấy bạn bét nhà mình thấy có người đi ở ngoài đó, mấy bạn sổ quá. Rồi, mình sẽ sang một cái màu khác. Màu xanh dương nha các bạn. Mình sẽ lên màu xen kẽ để cho bạn đỡ chói mắt. Chứ để màu xanh lá rồi qua màu xanh dương liền thì nhìn nó sẽ rất là khó phân biệt. Nha. Bạn có thể là sao ta? Dừng màn hình lại, chụp màn hình. Đấy, các bạn có thể dừng màn hình lại và các bạn chụp màn hình. Chụp màn hình xong rồi các bạn đem ra album, các bạn so sánh xem cái con Dumbo đó theo này nuôi với cái màu màu gì. Đó. Các bạn thấy cái con cá Dumbo tơ của mình không? Mình cảm thấy gen rất là dữ mạnh luôn á. Dumbo không to dữ, không Dumbo, cái vây bơi không có to dữ. Nhưng mà cái phần đỏ lên tới nửa thân các bạn thấy không? Vây bụng luôn. Đó, đây là cái nền màu xanh dương. Mình thấy cái nền màu xanh dương này nó không phải nói là nó không có kén cá. Đưa full gold vô cũng đẹp mà đưa lên Dumbo Red Tail này cũng nhìn cũng rất là ok. Ha. Cho các bạn xem cho kỹ một chút xíu, mình sẽ dừng cũng khá là lâu tại vì nó cũng mình cũng mê mình cũng muốn ngâm cứu xem cái dòng này nuôi cái làm màu gì. Nãy giờ mình lên cũng khá là nhiều màu rồi, mình sẽ lên màu khác luôn. Nãy giờ mình lên cũng khá là nhiều màu rồi mà mình thấy cái màu nào nhìn cũng được hết. Đây, màu hồng.
màu hồng. Hồng mộng mơ. Đó, giờ ra cho các bạn nhìn cho nó sao ta, cho nó tổng quan hơn chút xíu. Hơi bị tiệp màu hết các bạn. Có thể nói là nó hơi bị tiệp màu. Đưa lên màu hồng có vẻ như nó không được ấy cho lắm. Đây là màu hồng khi mà chúng ta nuôi Dumbo đó theo. Rồi, mình thấy nó không được. Mình thấy nó không được sao ta. Nó không được ngầu đó. Bây giờ lại vô chút xíu lại cho bạn thấy rõ. Màu hồng nha. Hồng mộng ơi. Rồi, mình sẽ đổi màu khác. Tụi mình còn màu tím với màu cam. Mình còn màu tím với màu cam, mình để màu hơi lộn xộn rồi. Đó, đây là màu tím. Để màu hơi bị lộn xộn rồi các bạn ạ. Để màu hơi bị lộn xộn rồi. Vậy là nãy mình có lấy lộn một cái màu hồng rồi. Xin lỗi các bạn nhiều nha. Đây là màu tím. Khi mà nuôi Dumbo rất hào. Cái nền hồ màu tím khi mà nuôi nhìn cũng rất là được. Nhưng mà có vẻ như nó không hợp lắm. Có vẻ như nó không hợp lắm. Nhìn nó vẫn nổi màu lên đẹp. Nhưng mà sao mình không thích cho lắm. Thiếu sáng này vậy. Hơi bị tối. Rồi. Đó, các bạn nắm kỹ càng hơn một xíu. Nền màu tím. Rồi, để mình chuyển qua cái nền màu đỏ nha. Còn màu đỏ với màu cam. Màu đỏ, màu cam. Đây là cái nền màu đỏ. Nhìn nó không được chắc lắm hết rồi. Mà đẹp với cái đuôi màu đỏ lên nhìn nó không được nổi cho lắm ha. Rồi. Còn màu cam. Đó. Màu cam. Chấp nhận được. Nó cũng không có được. Có thể nó là sao nó cũng không có được. Thấy chưa đó. Nó cũng không có được. Làm cho cá nó nổi cho lắm. Cũng hơi kẹp một chút xíu. Hơi kẹp màu chút xíu. Đó. Thì sau cái quá trình này thì mình cảm thấy nó lên cái màu xanh. Các bạn lên cái màu xanh nhìn nó rất là mát. Cái mát, con mắt cá hồ nó cũng rất là nổi con cá. Mình cảm nhận của riêng mình thôi nha. Còn nguyên cái video này thì các bạn có thể xem tất cả 7 loại màu. Đó, ở đây thì mình không có cái giấy bảo màu đen. cái giấy màu đen đó,
Đâu, để coi mình cho nó lên màu đen cho các bạn xem thử. Màu đen, lấy cái cặp thế vô nước xem. Màu đen. Full gon hồi nãy, full gon. Nếu mà màu đen này các bạn nuôi full gon cũng rất là ok. Mình cảm thấy nó rất là ok. Tại vì nó cũng rất là nổi. Đó, các bạn hãy tự cảm nhận và các bạn sẽ chọn ra cái màu sao cho mà mình cảm thấy mà nó đẹp nhất. Đó tùy theo con mắt của mỗi người thôi. Ở đây thì mình sẽ không khuyến cáo các bạn sử dụng cái màu nào hết. Tại vì mình đã trải qua 7 cái loại màu sắc khác nhau để thử nghiệm rồi. Thì các bạn chịu khó coi, nó hơi video nó hơi dài dòng một chút. Nhưng mà khi mà mình coi xong rồi thì nó mình sẽ chọn ra cái màu mà mình thích nhất. Chủ yếu mình nuôi cá để mình ngắm. Đó, nhiều bạn hỏi nuôi Dumbo Rattel với cái màu gì là đẹp. Thì riêng cảm nhận của riêng mình đó, thì mình có thể nói với các bạn đó được. Nhưng mà các bạn đó nuôi cá để các bạn thư giãn, để các bạn ngắm thì